Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin phép được quay video sản phẩm ThinkPad X1 Carbon Gen 8 để sản phẩm này sẽ ship code cho anh Cường Nguyễn ở khu công nghiệp V-Ship Đại Đồng Tiên Du Bắc Ninh. Thì anh Cường ơi, thì sản phẩm ThinkPad X1 Carbon Gen 8 ấy, thì bên em đây là hàng nhập Mỹ, thì em sẽ chuyển về là sản phẩm của anh sẽ được đóng hộp như thế này. Đấy, như thế này thì rất chắc chắn để chuyển từ Mỹ về. Thì đây sản phẩm của anh ấy, thì bên trong em sẽ ở bên Mỹ thì em sẽ có một lớp túi khí như thế này để bảo vệ máy đấy, và được bọc ở trong hộp này đấy. Thì đây là sản phẩm của anh ThinkPad X1 Carbon Gen 8 đây, để trước này có đây là sạc anh nhé. Sạc của anh thì, mã này thì sẽ chạy là sạc 65W và sạc Type-C anh nhé. Đấy, có đây là dây sạc của máy, đây có đây là dây sạc của máy nhé. Em xin phép để một cái sang bên cạnh. Đó. Thì đây là sản phẩm ThinkPad X1 Carbon Gen 8. Máy đẹp leng keng, rất là máy rất là đẹp như mới. Đó. Gần như là không có một vết xước nào, gần như không có một vết xước nào. Đó. Máy rất đẹp. ThinkPad X1 Carbon Gen 8 thì ở bên hông này đây là khe cắm đây là cổng USB Type-A này, đây là khe cắm khe ổ khóa Kensington này. Đấy. Còn đây là khe thoát nhiệt. Bên này thì cũng thế anh ạ. Đây là cổng HDMI đầy đủ hết. Đây là jack tai nghe này, đây là USB Type-A này, đây là cổng sạc. Đây là máy của anh ấy nhá. Thì máy ThinkPad X1 Carbon Gen 8 thì của anh sẽ có vân tay ở đây đầy đủ này, bàn phím có đầy đủ đèn nền này. Đấy, thì em sẽ phép được bật máy lên. Đây là nút nguồn của máy nhá. Đây, anh bấm này, đây là nút nguồn này, anh bấm cả. Ok. Đây, em sẽ phép được bật đèn nền lên cho anh xem nhé. Thì máy hoàn toàn có đèn nền đầy đủ, bàn phím của ThinkPad thì bấm rất là thích rồi. Đây là sản phẩm này của anh, là sẽ anh Cường có chọn cấu hình là đây, anh có chọn cấu hình là i7. Em sẽ cho anh xem CPU của máy. Đây là CPU của máy nhé, i7 10610U. Đấy. Có vân tay nhá. Và đây là ổ cứng của anh nhá. Ổ Toshiba 512GB. Thì như anh Cường có yêu cầu là anh nâng cấp lên ổ cứng ED1T thì em sẽ lắp cho anh ổ cứng ED của Micron luôn anh nhá. Đấy, ổ cứng loại rất là bền của Micron. Tí nữa thì một lát nữa thì em sẽ tiến hành nâng cấp cho anh và em sẽ tiến hành cài đặt cho anh đầy đủ Win bản quyền theo máy, và em sẽ cài đặt đầy đủ hết tất cả ứng dụng văn phòng cho em. Ok, đây là phiên bản này thì sẽ có RAM đây nhé, RAM là 16GB. Anh có thể nhìn ở đây, RAM của máy sẽ là 16GB nhé. Đây, RAM của anh sẽ là 16GB. Ok. Máy có đầy đủ vân tay này, nhận diện vân tay đầy đủ này, Bluetooth đầy đủ anh nhé, camera cũng đầy đủ. Đây là nút che cam này nhé, ví dụ như anh không thích thì anh che cam đi để mình bảo mật hơn. Đấy, như này là anh đang mở. Đấy, thì em sẽ để mặc định cho anh luôn là mở. Đây. Em sẽ quay thêm một vòng nữa cho anh về sản phẩm. Máy rất là đẹp, như mới. Cấu hình là i7 10610U, RAM 16GB sẵn. Đấy. SSD 512GB. Anh chọn phương án là nâng cấp lên ổ ED1T thì tiệm nó sẽ nâng cấp cho anh. Máy đẹp như mới. Hàng chuẩn nhập Mỹ. Vậy anh Cường, thì bây giờ bên em sẽ tiến hành nâng cấp cho anh về ổ cứng và tiến hành cài đặt Win và các phần mềm văn phòng như anh yêu cầu. Thì sau đó bên em sẽ đóng thùng xốp và gửi vịt theo post đầy đủ cho anh. Anh yên tâm nhé.